Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng TV. Hãy cùng chúng mình đến ngay với màn đối đầu giữa Salernitana với Inter Milan trong khuôn khổ vòng 29 Serie A. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ thứ sáu ngày 7 tháng 4 trên sân vận động Arechi của đội chủ nhà. Salernitana đang tạm thời an toàn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Serie A. Nhưng nếu xét về mặt phong độ, chúng ta có thể nhìn thấy rõ đội bóng vùng Campania đang có chuỗi 5 trận bất bại với 4 trận hòa và 1 chiến thắng, hơn nhóm xuống hạng 9 điểm. Nhìn rộng ra hơn, trong tổng cộng 28 trận đá đấu ở giải vô địch quốc gia Italia, Granata đã thua 12 trận, hòa 10 và chỉ thắng 6 trận. Hàng công của Salernitana mới chỉ có 32 lần nổ súng, nhưng thủ môn của họ đã phải vào lưới nhặt bóng tới 48 lần. Con số này đã chứng minh đây chính là một trong những hàng phòng ngự tệ nhất của Serie A. Cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của Salernitana đang là Boleye Dia. Tiền đạo này đã có 10 pha lập công và 4 lần châm ngòi cho các đồng đội. Khán giả có thể đặt niềm tin vào Andrea Kadrieva, người đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo cho câu lạc bộ chủ quản. Inter Milan đang là đội có phong độ không tốt trong khoảng thời gian gần đây khi đã để thua 3 trận liên tiếp. Kết quả này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 4 với 50 điểm và chỉ còn hơn đội xếp dưới AS Roma về chỉ số phụ. Nhìn rộng ra hơn, trong tổng cộng 28 trận đá đấu ở giải vô địch quốc gia Italia, thầy trò của huấn luyện viên Simone Inzaghi đã thắng 16 trận, thua 2 trận và 10 trận hòa. Hàng công của đội bóng này đã có 47 lần nổ súng, nhưng thủ môn của họ mới chỉ vào lưới nhặt bóng tới 32 lần. Điều khiến họ hụt hơi trong cuộc đua top 4 là sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự và rồi đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Thành công thăng hòa của đội chủ sân Giuseppe Meazza đang bay cao với phong độ tuyệt vời của Lautaro Martinez, người đã có 14 pha lập công, và đối tác ăn ý của anh, Dzeko, cũng đã có 7 bàn thắng. Ngoài ra, Nicolò Barella cũng sẵn sàng dọn cỗ cho các đồng đội của mình, khi cầu thủ này đều đã có 6 kiến tạo tại mùa giải năm nay. Mức chấp nhà cái đưa ra là Inter trừ 1.25. Đặt trọn niềm tin vào đội bóng của Simone Inzaghi là quyết định hợp lý cho anh em khi họ đang sở hữu lực lượng nhân sự vượt trội. Tỷ lệ tài xỉu trận này là 2.75. Nhà cái hoàn toàn có thể trông chờ vào một trận đấu bùng nổ khi Martinez và các đồng đội chưa phải gặp một trong những hàng thủ tệ nhất giải đấu. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.